Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời sự. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một thông tin cực kỳ sốc, đó là băng nhóm Đường Nhuệ khoe là cõ trà đỡ đầu là anh ruột Trần Đại Quang. Cụ thể thông tin đó như thế nào, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin như sau. Trên Facebook, vợ chồng ông Đường Nhuệ khoe hình chụp với cha già mẫu mực là ông Trần Đại Vinh, anh trai ông Trần Đại Quang, thời điểm đó còn làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vợ chồng ông Đường Nhuệ bắt tay với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc. Một tuần sau khi vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường, tức là Đường Nhuệ, bị bắt, trên mạng xã hội có dấy lên suy đoán về những nhân vật được cho là bảo kê cho băng nhóm xã hội đen này trong nhiều thời gian qua. Báo VTC News dẫn lời từ luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng băng nhóm Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Nam Cam ở Sài Gòn trước đây, với bình luận rằng muốn xóa sổ nhóm này thì trước hết phải cách ly những cán bộ có dấu hiệu bao che. Ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nói trên tờ Người Lao Động rằng kết quả điều tra sẽ giải tỏa được nghi ngờ của dư luận về việc có hay không người đứng sau bao che cho vợ chồng Đường Nhuệ cùng các đồng phạm. Tuy vậy, các bài báo nhà nước vẫn đang úp mở mở về chuyện các quan chức cỡ bự đứng sau vợ chồng ông Đường Nhuệ có thể dùng vỏ bọc doanh nghiệp của mình để kinh doanh bất động sản, tác oai tác quái trong nhiều năm trước khi bị bắt. Thu phí đưa người chết đi hỏa táng, đánh người ngay tại trụ sở công an. Trong khi đó, mạng xã hội rò rỉ nhiều hình ảnh cho thấy Facebook của vợ chồng ông Đường Nhuệ khoe hình chụp lại tại nhà riêng hồi năm 2016 cùng với cha già mẫu mực là ông Trần Đại Vinh, anh ruột của Trần Đại Quang, thời điểm đó là Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Cặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ tình cảm của ông Vinh, họ luôn vững tin bước tiếp đường đời. Cũng cần nói thêm, trong số 4 anh em Vinh, Quang, Sáng, Tỏ của gia đình Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam, ông Vinh khá kín tiếng trên truyền thông nhà nước, trong lúc hai người anh em còn lại là ông Quang và ông Trần Quốc Tỏ vẫn đang ngồi ghế bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Quốc Sáng đã rời ghế Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội hồi tháng 4 năm 2019. Ngoài hình thân mật với ông Vinh, các hình chụp khác với tư gia vợ chồng ông Đường Nhuệ còn cho thấy bà Nguyễn Thủy Dương, vợ của ông Đường, đứng cạnh Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và cựu Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang trong một sự kiện vinh danh doanh nhân. Trang tin điện tử Môi trường và Cuộc sống hiện vẫn còn lưu bài đăng hồi tháng 3 năm 2016 với hình chụp bà Dương và ông Trương Tấn Sang, cùng mô tả bà này mỗi năm bỏ ra hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn đô la để thực hiện các hoạt động từ thiện. Là nữ doanh nhân có trí tuệ sáng suốt, trái tim Bồ Tát. Liên quan đến sự việc ông Trần Văn Vệ là người trực tiếp bảo kê cho các hoạt động của trùm giang hồ xã hội đen Đường Nhuệ, thế nhưng một số bằng chứng cho thấy không chỉ riêng ông Trung tướng Trần Văn Vệ là kẻ bảo kê, mà còn cả bí thư tỉnh ủy Thái Bình. Vào ngày hôm nay, một số thông tin cho hay người dân Thái Bình đã chính thức gửi thư cho bí thư tỉnh ủy đề nghị cần trả lời thẳng thắn tại sao lại để cho Đường Nhuệ được công khai đẳng cấp côn đồ, hà hết người dân, coi thường pháp luật trên tỉnh Thái Bình như vậy. Trách nhiệm của ông bí thư tỉnh Thái Bình đi đến đâu mà lại để cho người dân bị hà hiếp nhiều đến như vậy? Theo nội dung lá đơn gửi cho ông bí thư tỉnh ủy chất vấn về các sự việc nêu trên, chúng tôi xin gửi nguyên văn như sau. Được biết, để mặc cho cơ quan nhận đơn thư của người dân, nhưng hữu hờ, không nhận thâm tâm điều tra, không đúng thẩm quyền. Kiểm tra giám sát thì tệ quá. Gia đình đại gia Trượng Đường Nhuệ nối tiếp ở tỉnh Thái Bình không phải là bởi kinh doanh lành mạnh, mà là hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, kinh doanh bất động sản. Theo kiểu lấy thịt đè người, chính sự việc trong tuần qua diễn ra tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam cặp vợ chồng đại gia Đường Nhuệ để tiến hành điều tra tội cố tình, cố ý gây thương tích, làm cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh này phấn khởi, vui mừng. Đồng thời họ kỳ vọng vào cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ những hoạt động phạm pháp của cặp vợ chồng đại gia này, mà trước đó người dân đã tố tụng và tố cáo nhưng không được giải quyết. Dạo gần đây, tự tâm thư tâm huyết đến từ một đại tá quân đội về hưu 73 tuổi ở Hà Nội, Trịnh Thành Phi, đã viết thư ngõ gửi tỉnh ủy Thái Bình, đặt hàng loạt các câu hỏi trăn trở về sự lộng hành trong một thời gian dài của băng nhóm Đường Nhuệ. Kính thưa ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thái Bình, tôi là Trịnh Thành Phi, đảng viên,
hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cự Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gửi thư gõ này tới ông xin trao đổi về dư luận đang rất quan tâm, đó là việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng đại gia giám đốc công ty Đường Dương, tức là bà Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường, ngay ở khu vực phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và 4 đồng phạm về các tội liên quan đến cố ý gây thương tích. Thưa ông, nếu chỉ dừng lại ở tội danh cố ý gây thương tích mà vợ chồng doanh nhân này bị khởi tố, bị bắt, với như những vụ đánh người, gây thương tích thông thường, thì tôi không cần phải viết thư này đến ông, vì là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Hẳn ông bận rất nhiều công việc. Vấn đề là tôi muốn gửi ông xoay quanh câu hỏi tại sao vợ chồng Đường Dương, Mark là một doanh nhân nhưng từ lâu đã công khai hoạt động làm ăn theo kiểu như xã hội đen, tha hiếp người ngay coi khinh pháp luật. Nhiều người bị hại đã gửi thư tố cáo họ bị sa đày, ném đập và phá hoại, chiếm đoạt tài sản, cũng như là cầu cứu cơ quan chức năng điều tra, bảo vệ lợi ích sự an toàn của công dân mà không có hoặc là không chịu phản hồi. Nếu có thì cũng chỉ là xử lý vu vơ cho qua chuyện. Vợ chồng doanh nhân này ngày càng thể hiện sự lộng hành đến mức đường nhuệ, tường đắc cơ quan, quân đồ, chịu chơi. Nếu tao là số 2 thì không ai là số 1. Thưa ông Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến đây ông có thể hỏi tại sao tôi cũng nói vấn đề dư luận quan tâm. Hiện Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ tại sao hỏi ông. Vấn đề là tôi hỏi vì cương vị của Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước tháng 4 năm 2018 và Bí thư tỉnh ủy từ tháng 5 năm 2018. 13 năm là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, tức là người có vị trí cao nhất trong chính quyền đảng trong suốt nhiều năm qua. Với vai trò trách nhiệm của lãnh đạo toàn diện của đảng bộ, với vẻ mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân, vì nhân dân, thực hiện dân sinh, dân chủ, và ông và Ban Thường vụ tỉnh ủy có nói ra đâu. Có nghe chuyện ông Đường Nhuệ cho vay nặng lãi, hoạt động theo xã hội đen, kinh doanh bất động sản, và việc cho vay tiền để đánh bạc bảo kê, đánh bạc cá cược. Mọi cuộc đấu thầu đất ở tỉnh cứ đấu là thắng. Nếu đúng như vậy thì phần đấu thầu còn đâu là đảm bảo dân chủ công khai và minh bạch cũng như công bằng. Vì đâu lại như vậy? Một câu hỏi nữa là ở góc độ đại biểu quốc hội, ông và các vị đại biểu quốc hội trong đoàn trách nhiệm đại biểu quốc hội tỉnh được cử tri bầu là đại diện cho họ, những năm qua đã thể hiện trách nhiệm giám sát thực thi pháp luật của tỉnh như thế nào? Đặc biệt hơn, người ta bắt đầu thắc mắc rằng các vị có biết, có hiểu nỗi oan ức của người dân, của nạn nhân do các thói côn đồ của Đường Nhuệ gây ra với họ trong quan hệ làm ăn hay không? Khi người bị hại viết đơn gửi cho cơ quan chức năng các cấp phản ánh, tố giác tội phạm nhưng hầu như không được quan tâm, không được điều tra làm rõ, có dấu hiệu bao che một loạt tội phạm. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết có vấn đề giám sát đối với các cơ quan chức năng về trách nhiệm và xử lý gửi trả lời đơn thư của công dân hay không? Nếu không có giám sát, để có người thậm chí có thế lực ngầm chống lưng bảo kê cho các ổ nhóm xã hội đen gắn mắt doanh nghiệp, dương đường vẫn lộng hành, làm ăn phi pháp như báo chí nêu, thì các vị đã quan liêu phải hay không? Được biết, nếu để các cơ quan nhận đơn thư của người dân nhưng hững hờ không thật tâm điều tra, giải quyết, không dùng thẩm quyền để điều tra, giám sát thì quá tệ. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng bộ các cấp, tiến tới là Đại bộ Đảng bộ lần thứ 8, chắc chắn các tổ chức đảng ở tỉnh Thái Bình đang khẩn trương chuẩn bị cho các bước đại hội. Tôi hy vọng vụ án cố ý gây thương tích của các bị can Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường cùng với các đồng phạm và Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra sẽ được mở rộng và làm rõ mọi thông tin, để người dân Thái Bình được yên tâm làm ăn, cũng như để tránh tình trạng băng nhóm này có thể lộng hành, tiếp tục đe dọa những công dân lành, ăn tiền trên xác của người dân, hay thực hiện những hành vi côn đồ đánh đập, phá hoại tài sản, phá hoại nhà cửa của những người dân lành vô tội. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của nhà nước, cuộc chiến chống tham nhũng của ta, nhiều cán bộ bị vạch mặt vi phạm chỉ tên đã nhận án tù, bị kỷ luật tùy đầu sót, nhưng nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, nhà nước về việc làm trong sạch bộ máy. Với vụ án này, Thái Bình cũng đang rất cần làm rõ tại sao trong một thời gian dài công ty bất động sản Đường Dương lại có nhiều việc tai tiếng, có nhiều vị đại biểu quốc hội ví như Nam Cam, tỉnh Thái Bình, nhưng vẫn thỏa sức lộng hành đến như vậy. Vì danh dự trách nhiệm trước nhân dân, tôi nghĩ lãnh đạo đảng chính quyền tỉnh Thái Bình cần phải truy cho bằng được ai quan chức nào đứng sau bảo kê cho công ty Đường Dương trong suốt thời gian qua,
và có hình sức thức xử lý đình đám, và cũng đề phòng trường hợp tránh ai đó chui vào ủy ban cấp ủy, ảnh hưởng đến bộ máy chính trị Cộng sản Việt Nam. Người dân Thái Bình tuy chưa giàu, cuộc sống mưu sinh vẫn còn nhiều vất vả, nhưng khát vọng cao nhất là được quyền được hưởng tự do dân chủ, an sinh, an ninh cho người dân, luôn cần đảm bảo chính quyền nhân dân luôn phải là chỗ dựa cho họ. Nhưng những gì mà ở nhóm hoạt động xã hội đen bảo kê suýt nữa cậu vợ chồng đeo mắt doanh nhân này đã làm cho họ vô cùng thất vọng. Chân thành chúc ông và gia đình có nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức đảng đã giao. Cử tri tỉnh Thái Bình gửi gắm tiền thưởng Việt Nam đất nước yên bình, không để những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của con người được ung dung ở ngoài kia xã hội, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ bản chất của tội côn đồ của những người có liên quan đến trị tội, tạo ra sự tin tưởng của nhân dân Việt Nam về xã hội Việt Nam lành mạnh. Cũng liên quan đến sự việc nêu trên, một số thông tin cho hay rằng có một số cán bộ công an và chính quyền bảo kê cho các hoạt động của vợ chồng Đường Nhuệ liên quan đến các hoạt động bảo kê và đặc biệt là phạm tội trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số ý kiến của dư luận cho rằng cần phải làm rõ công an tỉnh Thái Bình thời điểm đó có bao che, bỏ lọt tội phạm hay không. Đánh người ngay tại trụ sở công an phường là không thể chấp nhận được. Vụ việc xảy ra như thế, tại sao thời điểm đó lại không làm rõ được? Trụ sở công an chứ có phải là nơi đông hông mông quạnh đâu mà lại không xử lý được. Ít nhất là cũng phải xử lý vi phạm hành chính, tội gây rối trật tự công cộng, nhưng đảng này lại e dua, không vấn đề gì hết. Ông thấy sao khi một số tỉnh gần đây, nhất là tỉnh Thái Bình, Đồng Nai lại phải phanh phui nhiều vụ án lớn, chỉ vì đứng sau những tỉnh ủy thành ủy này đều có sự nâng đỡ và bảo kê của các cán bộ cấp cao, nên chúng mới có thể hoạt động được. Sự kết hợp này như là mafia của Việt Nam. Và tôi nghĩ vẫn còn nhiều băng đảng khác vẫn đang hoạt động trên đất nước Việt Nam, chứ không phải là băng đảng, mỗi băng đảng Đường Nhuệ đâu. Ở các tỉnh thành khác, đặc biệt là các cấp các thành phố, chắc chắn sẽ có rất nhiều và nhiều hơn những xã hội đen, băng nhóm xã hội đen như Đường Nhuệ đang hoạt động. Thông tin trên đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.